Trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ đi đến với một học phần mới tên là điều khiển robot. Thì cái học phần này mình sẽ không đi chi tiết vào những cái lý thuyết cơ bản nhất như là khái niệm các kiểu. Tại vì sao? Thì những cái đó nó có sẵn ở trong sách rồi thì mình sẽ chỉ đi lướt thôi. Thì cái này mình sẽ làm gì? Mình sẽ cung cấp cho các bạn các cái tư duy để các bạn có thể học và sau này sẽ hữu ích cho các bạn sau này đi làm. Tuy nhiên những cái dạng bài tập về môn điều khiển robot thì mình vẫn sẽ làm những video cực kỳ chi tiết. Tại vì nó là những thứ quan trọng. Giờ chúng ta bắt đầu luôn. Thì bộ môn điều khiển robot thì khi chúng ta muốn điều khiển bất kỳ cái gì thì chúng ta cũng sẽ phải xây dựng được mô hình toán của đối tượng thì sau đó chúng ta mới đi tìm được cái bộ điều khiển. Ví dụ trực quan như ở đây mình có một cái cánh tay robot này thì mình phải có cái phương trình toán học của nó thì sau đó mình mới thay số các cái vị trí của cái servo này thì mình mới có thể điều khiển được. Đó là một cái ví dụ về muốn điều khiển thì chúng ta phải xây dựng được cái mô hình toán. Thì đấy là cái ví dụ đối với những cái máy móc lớn thôi. Còn cái này thì bình thường ấy, cái này chúng ta sẽ điều khiển bằng Arduino thì sẽ không cần cái phương trình và mô hình toán. Nhưng bản chất của môn điều khiển robot ở chúng ta là những cái chúng ta điều khiển là những robot công nghiệp. Thì đó là những thứ mà chúng ta sẽ phải cần để có thể tìm được ra cái bộ điều khiển. Về bộ tài liệu chúng ta có thể tham khảo thì của tiến sĩ Phạm Đăng Phước, chúng ta sẽ tra cái cuốn sách tên là Điều khiển robot công nghiệp. Cung cấp cho các bạn một cái kiến thức có thể sẽ mới với bạn, đó chính là cần cẩu thì của chúng ta ấy, cái cần cẩu xe cần cẩu ấy, thì nó dùng PLC để điều khiển. Về cơ bản PLC ở đây nó là một cái mạch điện để thay thế cái công tắc tơ rơ le của chúng ta. Thì nếu các bạn chưa biết thì cái cần cẩu của chúng ta sẽ dùng PLC để điều khiển. Thì nhắc qua một chút về khái niệm robot công nghiệp thì chúng ta sẽ cần phải nhớ ba cái ý về robot công nghiệp. Như các bạn có thể thấy ở đây thì robot công nghiệp là những thiết bị tự động linh hoạt. Thứ hai, nó là một tay máy đa năng có thể lập trình. Và tiếp theo, nó thay thế chức năng lao động công nghiệp của con người. Thì đó là về khái niệm của robot công nghiệp. Về cấu trúc thì robot được chia làm 3 phần chính: vận động, năng lượng và cuối cùng là phần điều khiển. Cung cấp cho các bạn thêm một số cái kiến thức mình nghĩ là khá là quan trọng. Tiếp theo là đây, MATLAB thì chúng ta sẽ dùng nhiều trong nghiên cứu và thực tế thì sẽ ít dùng. Nên là chúng ta cũng không cần quá phải chuyên sâu nó làm gì cả. Chỉ có thể là học nó để có thể đáp ứng được cái yêu cầu của môn học. Thế là ok. Đối với mỗi con robot công nghiệp thì chúng ta sẽ phải dùng một ngôn ngữ lập trình khác nhau và giá thành đắt nằm ở cái phần chương trình phần mềm. Cái chương trình phần mềm nó chính là cái linh hồn của cái con robot này. Cái xác thì rất là dễ rồi, nhưng mà phần mềm chúng ta tùy biến được nó hay không thì chính là mới là cái phần quan trọng. Do vậy những cái phần mềm mới là cái linh hồn của cái tay máy các thứ.